Đoạn clip ghi lại vụ tai họa trong tiệm làm tóc. Một nam nhân viên đang nằm dài trên ghế thì bất ngờ bị thanh niên đi xe máy lao vào tiệm, tông trúng. Cú lao xe gây ra tiếng động lớn, có lẽ đã làm vỡ quất một vài đồ vật bên trong cửa tiệm. Bị xe máy mất lái lao trúng khi nằm trong tiệm làm tóc, năm nhân viên có phản ứng khác biệt. Điều bất ngờ hơn là nhân viên của năm nhân viên dù cú đâm rất nhanh nhưng anh ta không hề kinh hãi hốt, cũng không xuống thì thầm với người vừa gây tay họ mà nối tiếp nằm dài trên ghế. Chi tiết này cũng khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Bình tĩnh quá, khả năng là anh này quá quen với những vụ như thế này rồi nên thế hệ nằm nghe máy tính bản tiếp. Chứ phải tôi là kinh hãi lắm rồi ấy. Thành viên Duy Long nhận xét thanh niên kia chắc là tăng ga nhầm nên thế hệ thành dị khách không mời mà đến. Phan gia giấc may là không làm ai bị thương, một dân mạng khác bình luận.